Hello mọi người. Mọi người có nhận ra đứa nào đây không? Mọi người thấy lông siro có bóng không ạ? À, muốn lông bóng như siro thì rất đơn giản thôi. Bổ sung chibi cho chó mỗi bữa. Chỉ cần bổ sung mỗi bữa nửa thìa hoặc một thìa chibi. Ngày hai bữa. Chibi thì mọi người có thể tìm mua ở các cái pet shop hoặc là có thể liên hệ với trại. Ý. Nuôi để con chó nó lông nó bóng nó rất đơn giản. Kể cả là lúc nó đang thay lông, kể cả là cho ăn có hơi kém một chút, lông nó vẫn bóng vì nó tiêu hóa tốt. Và con chó lúc nào cái sức của nó cũng rất là khỏe, nó như con chó thanh niên ấy, nhanh nhẹn. Gần đây thì có mấy bạn hỏi cho con, nhưng mà cho con thì nếu mà để có nhiều cho con để chọn thì mọi người chờ khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa để bắt đầu có chó đẻ. Hay cỡ khoảng 1 tháng rưỡi thì nó sẽ bắt đầu là có chó cái đẻ. Vì là vừa rồi thì nó có con nó đẻ, nhưng mà nó đẻ nó giữ được có 1 con thôi. Có 1 con thì nó có chủ luôn. Còn để mà có nhiều để chọn thì mọi người cùng chờ. Đây mọi người ngắm siro này. Tiện đây thì mọi người mà có quan tâm đến cái cặp chó mà mình định gửi nuôi lúc trước ấy, là mình định gửi nuôi một cặp chó để cho nó sinh sản cho nó tốt, vì nuôi tập trung nhiều thì cái sinh sản nó lại kém đi. Kiểu như là nhiều chó thì nó xô nhau ấy, cái quá trình mang bầu nó không được tốt như là nuôi mỗi con một chỗ. Thế thì cái cặp chó đấy là cũng có mấy bạn liên hệ rồi, nhưng mà có bạn thì có vẻ như là cái điều kiện để mà nuôi nó không được phù hợp lắm. Có những bạn thì cái thời gian nuôi nó không được phù hợp lắm, cho nên là mình vẫn chưa giao cái cặp chó đấy cho bạn nào cả. Thì mọi người ai mà nuôi được với chỉ cái điều kiện là rộng rãi, có thời gian, quý chó, nuôi như là một cái con chó gia đình thì mọi người có thể liên hệ, và ưu tiên càng gần càng tốt, càng gần trại thì càng tốt. Còn cái hướng dẫn về cái chăm sóc thì trại sẽ hướng dẫn mọi người chăm sóc. Là mình hiện tại mình đang có 1 cặp đực cái, hoặc là có thể là 1 đực 2 cái để gửi nuôi, hoặc là để bán với cái mức giá rẻ để cho mọi người có thể nuôi. Nói chung là có nhiều cách, tóm lại là cần người có thể nuôi được tốt, và nuôi là nuôi lâu dài, là về sau những cái con chó đấy nó sẽ thành con chó của mọi người. Đó, thì ai mà có thể nuôi được thì liên hệ nhé. Còn nếu mà không có cái người phù hợp để mà nuôi thì mình lại giữ lại nuôi cố thôi. Nuôi cố như có 2 con mình định gửi thì nó đều phối rồi. Nuôi cố thì khoảng cũng khoảng tầm tháng rưỡi nữa. Tầm tháng rưỡi nữa thì sẽ có cho con. Có con thì mới phối được khoảng 2 tháng nữa. Đó, bảo Siro ngồi yên để quay đoạn video. Siro ơi, Siro này, Siro, nó đang hơi nóng, nó đang muốn vào. Siro ơi, ra đây, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Nằm yên đấy, nằm yên đấy một tí, nằm nhưng mà không được xoa, cho nên là đang không muốn nằm. Nằm yên đấy một tí để anh nói chuyện, để cho tiện mọi người ngắm Siro tí. Thì thực ra mà nói là hay này, anh không vui đâu. Nằm ở chỗ cũ. Chỗ này hơi nắng một tí ăn thua gì. Ngồi và ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy để anh nói chuyện một tí. Ngồi yên đấy, nhưng anh phải ngồi hơi xa một tí để anh còn quay video chứ. Ngồi yên, không di chuyển đâu. Ngồi yên đấy. Nhìn vào màn hình này, nhìn vào anh này. Đó thì thực ra mà nói thì mọi người khi mà nhìn ấy là thế thôi, nhưng mà các cái con chó khác nhau là nó có một cái độ chênh lệch ấy. Với những cái con chó mà nó có một độ chênh lệch và nó có những cái nét đặc trưng. Siro quay mặt vào đây. Quay mặt về phía đằng này.
Này, quay mặt về đây. Siro, hay, quay mặt về đây cơ mà. Đúng rồi, phải quay về đây chứ không có quay đi đâu cả. Này, anh không vui đâu nha. Siro ơi, Siro, không ngồi yên đấy, ngồi yên đấy nhưng mà quay mặt về đây. Đúng rồi, thế, ngồi thế. Ngồi yên đấy, nóng bức gì đâu, ăn thua gì. Đi ra ngoài chạy một tí ra nên nó nóng, nó đang muốn vào chuồng. Nhưng mà đang bắt nó là phải ở đây. Thực ra ấy là các cái con chó của trại nhà mình nó theo cái hệ máu Đức. Nó theo cái hệ con chó máu Đức, cái kiểu mặt của nó sẽ khác bình thường một chút đấy. À, với những cái người mà có cái nhìn thẩm mỹ cân đối thì mọi người sẽ thấy cái con chó của trại mình nó rất là đẹp. Nó nét, nó rất là nét, nhìn nó khôn. Còn bình thường với những cái người mà có thể là người ta tức là mới tham gia vào, mới xem đến cái giống chó này thì có thể là lại nhìn là đánh giá là có thể là con chó nhìn nó không được ngầu. Đại khái là nó theo kiểu như vậy. Siro ơi. Này. Anh bảo sao? Thế đi ra đây. Đi ra đây. Nằm chỗ này cho mát. Không có nắng nữa. Ok, nằm xuống. Nằm. Nằm xuống đấy. Nằm xuống. Nằm yên đấy. Ok được rồi, ngồi đấy. Ngồi yên đấy, không di chuyển. Được rồi, giờ nằm đây nhá. Cho mát. Không, nằm yên. Nằm yên để anh quay video. Nằm yên đấy. Và thế này này, phải quay gần. Một là cái nét của nó sẽ hơi khác một chút. Với những cái người mà thích thì sẽ thấy là chúng nó cái nét của chúng nó rất là đẹp. Rất là sắc. Còn với những người mới thì có thể là thấy là nó không đủ độ ngầu. Mọi người thích là nó gồ ghề hơn. Đó. Cho nên là nó cái với và thêm vào nữa là cái đặc trưng của chúng nó, một cái đặc trưng mà khác biệt nữa là cái con chó theo cái gen Đức của trại nhà mình nhé, là nó khôn hơn. Mình khẳng định một điều như thế luôn. Nó thông minh, nó hiểu ý hơn. Nó hiểu ý người hơn và có thể nói là nó thuần chủ tuyệt đối. Nó không có cái kiểu là theo cái kiểu là gọi là bật chủ là không có. Còn cũng có những cái con mà do cái cách nuôi. Siro ơi. Siro. Này, quay lại đây. Đi đâu? Nằm xuống đấy. Nằm xuống, đang quay video Siro. Nằm yên đấy và không có di chuyển, nằm ở đây. Đây. Rồi, nằm xuống. Nằm yên đấy một tí, nằm yên đấy một tí. Để anh nói chuyện xong rồi đi vào. Anh biết nó muốn vào rồi nhưng mà nằm yên đấy. Thì với bọn này là có thể là cái tính cách của nó là rất ít con là tính cách mà nó bướng không bảo được. Còn bình thường là cũng có những cái con nuôi sai cách ấy, là khi chủ bảo là nó hiểu. Nhưng mà vì chủ chiều thì nó lấn tới. Đó là nuôi sai cách. Nhưng gặp cái người biết thì nó vẫn là nó biết hết mọi thứ. Nên là về cái đặc điểm của chúng nó là nó rất là khôn. Thế thì mình muốn lựa chọn những cái con mà mình gửi ấy, là mình muốn lựa chọn là tìm những cái người nào mà xác định là sẽ nuôi chúng nó lâu dài. Tức là ban đầu là sẽ nuôi hỗ trợ, nuôi hợp tác cùng với trại để mà nuôi cho nó đẻ, nuôi cho con. Nhưng mà sau đấy thì nó sẽ thành cái cặp chó, nó sẽ thành cặp chó của mọi người và mọi người sẽ nuôi nó về sau. Muốn cho đẻ hay là không cho đẻ gì lúc đấy là tùy mọi người. Đó. Còn với bọn này là nó có thể nói là cái đặc trưng của nó, chúng nó là chúng nó rất là khôn, chúng nó hiểu. Đây này nhá, mọi người để ý nhá, đây là trường hợp của Siro và bình thường là mình không có dạy huấn luyện cái gì cả. Hoàn toàn là mình chỉ nuôi như là một con chó gia đình. Có cái gì mà nó có thể là nó làm mà nó phật ý mình thì mình nói thế thôi. Tức là nói như nói chuyện với người. Và đấy mọi người thấy là cái kiểu bảo nó và nhìn cái thái độ của con chó là nó vui. Nó theo cái kiểu là nó có vui hay nó không vui thì khi mà chủ nói là nó đều nghe. Và nó nghe ở đây là nó nghe theo cái kiểu nó rất là tình cảm. Chứ nó không có phải là theo cái kiểu là nghe là vì nó sợ đánh hay là vì nó sợ thế này thế kia vì mình không đánh chúng nó. Thế nhưng mà chúng nó hiểu hết chứ không phải là không. Siro xinh gái, quá xinh. Thế mọi người trước đây thì mọi người xem video mình quay Marvin nhiều. Nhưng bây giờ thì mọi người sẽ được xem Siro nhiều. Còn Marvin thì mấy hôm nữa mình sẽ quay video. Vì Marvin là
Đợt này nó đang có ve. Đang có ve thì ve nó còn đang bám ở trên người đấy, thuốc các thứ rồi nhưng mà phải chờ cho nó sạch thì mà quay, chứ không quay nên nhìn ghê. Đó. Nhưng mà đứa nào nó cũng như thế mọi người ạ. Và những cái người ấy mà đã có cái cơ hội mà đã được nuôi cái một cái con chó của trại nhà mình rồi, một cái con chó theo cái hệ máu đức 100% hoặc là máu đức mà có pha rồi nó vẫn khôn hơn, còn 100% là nó lại khôn hơn một đất nữa. Cho nên là khi mà ai mà nuôi cái con chó ở cái mức tiền cao nhất và nuôi đồng thời nuôi cái con chó ở mức tiền giữa, và có thể là có cơ hội nuôi ở con ở mức tiền thấp nữa, thì có thể mọi người sẽ thấy nó là ba cái nấc tính cách khác nhau, ba cái nấc tính cách hiểu ý khác nhau, chứ nó không chỉ đơn giản là về ngoại hình là nó nét hơn, nó đẹp hơn hay là thế này thế kia, mà nó ăn theo cái gen. Nó ăn theo cái gen thì nó còn ăn ở cái tính cách nữa. Vì là cái mức giá của con chó thì là mình phân ra dựa vào đầu tiên nó là cái bộ gen của chúng nó. Sau đấy là một cái bộ gen tốt mà nó kết hợp với lại một cái ngoại hình và cái tính cách tốt thì nó sẽ ở mức giá cao nhất. Còn nếu mà một bộ gen tốt mà ngoại hình nó không được tốt lắm thì nó ở cái mức giá khá khá thôi. Còn bộ gen tốt thì hầu hết là tính cách của nó, chúng nó rất là tốt. Và ai nuôi rồi, ai từng nuôi hai con chó thì sẽ hiểu được cái điều mình nói. Là thực sự là chúng nó chênh lệch với nhau, chúng nó có một cái sự chênh lệch rất là lớn. Vì bản thân mình cũng nuôi con chó nhập, nhập Serbi mình cũng nuôi, nhập Nga mình cũng nuôi, nhập Đức, máu Đức mình cũng nuôi, pha máu Đức mình cũng nuôi, và bản thân là các cái con chó con đẻ ra mình cũng giữ lại nuôi. Nhưng thực sự là cái tính cách của chúng nó về cái trí thông minh nó có một cái sự chênh lệch. Cùng là khôn, cùng là hiểu người, nhưng cái độ hiểu người nó vẫn có một cái độ chênh lệch, nên là không phải tự nhiên. Khi như thế mình là cái người trực tiếp trải nghiệm thì mình mới hiểu được là cả thế giới này, người ta khi người ta nhập cái con chó Đức, người ta phải mua con chó Đức với giá gấp 3 lần, coi như là gấp 3 lần cái giá bình thường, giá chung. Không phải là vì người ta ngu, người ta rất là khôn, nhưng vì người ta hiểu được cái giá trị của nó. Và như hiện tại bây giờ thì có cái cơ hội để mọi người có thể nuôi được cái con chó khôn như thế với cái giá rẻ hơn bình thường. Vì đợt này kinh tế nó khó khăn cho nên là sẽ có nhiều đàn chó là mình sẽ không làm giấy tờ. Sẽ có nhiều đàn chó mình sẽ không làm giấy tờ để cho cái mức giá nó rẻ đi. Tức là những cái con đấy không có cái mục đích nhân giống. Đó, thì mọi người mà ai mà quan tâm thì liên hệ với trại qua Zalo điện thoại 0981115000. Còn mọi người mà ai mà muốn nuôi chó con, từ chó con thì mọi người chờ. Còn thực ra nuôi chó to mà với những cái con chó mà nó thuần người thì nó ok, nó cũng không có khác nuôi chó con đâu. Vì bản thân mình nhập chó thì mình cũng nhập chó to, chứ có nhập chó to, có nhập chó con. Nhưng nhìn chung là nó là do cái cách mình nuôi và do bản thân con chó. Những con nào mà tính cách nó tốt, nó thông minh, thì thông minh và tính cách nó tốt, nó không có hung hăng, thì nó vẫn nhận chủ như bình thường, như là con chó con thôi. Thôi Siro ơi, đi vào đây. Hey Siro, vào chuồng. Bây giờ thì vào rồi đó. Nãy thì muốn vào mà không được vào. Đây, đi vào đi. Đi vào. Vào chưa? Về. Về chỗ. Đi về chỗ thôi. Đi trước đi. Nãy là muốn vào đã chạy vào đây, giờ mình là gọi quay lại đấy. Này Siro, đi nơi đấy làm sao đi được? Đi tắt à? Đi thẳng. Chỗ ở đâu? Đi vào chỗ ở, không tạt ngang tạt dọc. Đó, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá. Này, quay mặt đây. Nào, Siro. Ơi Siro ơi. Rồi, nằm xuống một tí. Nằm xuống. Đây Siro. Ê. Nhìn thấy có con nó hóng ấy. Ơi, xin chào mọi người nhá.